Và tối mai, đêm nhạc giọng ca vàng nhớ mùa thu Hà Nội sẽ diễn ra cùng với phần biểu diễn của bốn nữ diva và ca sĩ Mỹ Tâm. Ngay trước khi đêm nhạc diễn ra thì hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của nữ ca sĩ Hà Trần về sự kết hợp đặc biệt này cũng như là vị trí diva nhạc nhẹ trong lòng người hâm mộ ngay sau đây. Xin chào ca sĩ Trần Thu Hà, rất cảm ơn chị đã tới tham gia buổi trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn bạn đã cho tôi một cái buổi trò chuyện với tất cả khán giả của chương trình Chuyển động 24. Sắp tới đây thì khán giả Hà Nội sẽ có cơ hội tái ngộ với bốn nữ diva. Bốn nữ diva thì có những cái vị trí rất là vững chắc trong lòng người hâm mộ. Khi có bất kỳ những cái sự kết hợp nào thì đều có một sự so sánh và đặt lên bàn cân. Vậy lần này khi kết hợp với Mỹ Tâm thì chị nghĩ thế nào về vị trí của Mỹ Tâm trong đêm nhạc? Tôi thấy cái từ diva nó là một cái từ rất là đao to múa lớn. Chúng tôi coi đây như là một cái phần thưởng về nghề nghiệp. Nhưng mà tự bản thân chúng tôi thì không thích dùng cái từ diva để gọi nhau hay là gọi chính bản thân mình. Riêng với tôi thì tôi dành nhiều cái thiện cảm cũng như là cái sự trân trọng đối với Mỹ Tâm. Tôi không nghĩ đến cái chuyện là sẽ có như Mỹ Tâm sẽ bị lép vế trước bốn diva. Bởi vì cô ấy rất là có nhiều sự dày dặn ở trong kinh nghiệm sân khấu. Cái danh hiệu diva là một vinh dự, nhưng nó cũng là một cái trọng trách, một cái trách nhiệm mà khán giả đặt lên vai những người như chị khi có bất kỳ những cái sự thay đổi nào trong âm nhạc. Ví dụ như gần đây khi chị có một cái bản cover là Anh Cứ Đi Đi. Có rất nhiều những ý kiến cho rằng là chị đang tự phá đi cái nền tảng của mình trong âm nhạc. Mà tôi đã có ý định là thay đổi hẳn theo cái dòng ấy, Anh Cứ Đi Đi Đâu. Cái chuyện đền đài này hay là cái chuyện hát nhạc gì, có lẽ là mọi người cũng hơi bị căng thẳng quá. Cái quan trọng là họ hát như thế nào, tôi nghĩ cái điều đấy nó mới là điều đáng để nói đến. Khi có một cái vị trí nhất định trong âm nhạc thì người ta thường có xu hướng là chững lại. Để vậy chị nghĩ những cái danh hiệu đó liệu nó có kìm hãm cái sự sáng tạo trong nghệ thuật của những nghệ sĩ hay không? Đã là một người nghệ sĩ thì luôn luôn phải chấp nhận những cái sự rủi ro. Hà nghĩ rằng là trong sự nghiệp của Hà thì việc làm thế nào đó để tất cả những cái sản phẩm âm nhạc của Hà nó phải có cái tính riêng biệt, phải có sự sáng tạo, có sự độc đáo, nhưng đồng thời cũng lại phải tìm được cái tiếng nói đồng cảm đối với công chúng. Thì đấy là một cái áp lực mà lớn nhất mà Hà nghĩ rằng là tất cả những danh xưng hay là những cái gì mọi người gọi nó không quan trọng bằng cái chuyện này. Cảm ơn chị rất nhiều vì những chia sẻ hết sức thú vị vừa rồi. Xin cảm ơn bạn rất nhiều.